Xin chào anh em, tình hình dịch dã anh em ở nhà ăn nhậu thế nào? Thì hôm nay lâu lắm rồi thì kênh mới lên sóng. Thì mình sẽ có một cái món rất là dễ làm để cho các bác ở nhà để thực hiện. Đây là món salad. Thì salad hôm nay thì mình sẽ làm theo cái phong cách là nửa Tây nửa Ta. Salad có nguyên liệu là rau xà lách, cà chua bi, dưa chuột, rau mùi tàu, mùi ta, chanh, ớt, tỏi băm quá nha. Đây, tỏi băm, con gà và thịt gà nhá, gà luộc. Thì các cái gia vị thì có muối, một canh và một chút đường. Thì bây giờ mình sẽ chế biến các bạn nhá. Thì tất cả các cái rau cỏ này là mình đã rửa sạch, ngâm nước muối rồi và vẩy ráo nước. Bây giờ cái phần rau này chúng ta sẽ thái ra, dưa chuột chúng ta sẽ thái lát ra, không cần phải gọt vỏ đâu. Cà chua bi thì chúng ta sẽ bổ ra thành 3-4 miếng. Đấy, tỏi, băm, gà chúng ta sẽ xé ra các bạn nhé. Rồi, cái phần rau xà lách này thì chúng ta sẽ thái nhỏ ra nha. Chua bi chúng ta sẽ thái ra. Rau thơm này chúng ta cũng cắt nhỏ ra nha. Phần dưa chuột này thì chúng ta sẽ thái lát. Rồi, đầy hẳn một cái bát rồi các bạn. Đây, tất cả các cái nguyên liệu là mình đã thái sẵn rồi. Phần gà thì chúng ta sử dụng cái gà, phần lòng gà, phần thịt trắng. Thì bây giờ tất cả các nguyên liệu đã được sơ chế hết rồi, chúng ta sẽ tiến hành trộn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu này với nhau và cho gia vị vào để trộn đều nhá. Cho vào một cái âu to này. Bác ăn ớt, cho một chút ớt vào. Bây giờ chúng ta sẽ cho hết cái phần tỏi. Ta cho phần thịt gà. Ta sẽ cho một thìa cà phê muối, một thìa cà phê đường. Ta sẽ vắt lấy nước cốt chanh nha. Vắt một quả dưa chanh nha. Rồi chúng ta sẽ trộn đảo đều lên nào. Rồi sau khi đảo đều chúng ta sẽ để cho nó ngấm trong vòng khoảng 5 phút nha các bạn nhé. Rồi đã sau 5 phút thì salad đã ngấm gia vị rồi, thì chúng ta sẽ cho gia vị nhé. Rồi, bước cuối cùng trước khi chúng ta thưởng thức thì chúng ta sẽ cho sốt mayonnaise lên. Con cho lên. Cẩn thận bắn. Rồi. Đây là để lên cho đây. Con biết rồi. Cho vào cái đĩa thôi. Rồi. Khi thưởng thức thì chúng ta sẽ đảo đều lên nha. Chúc cả nhà ngon. Chúc cả nhà một món ngon này vui vẻ nha.